Quý cô bác và anh chị kính mến, Minh Đường Tử Vi rất là vui mừng khi được chào đón quý cô bác, anh chị đã đến và quay trở lại với chuyên mục Tử Vi 12 con giáp trên kênh Minh Đường Tử Vi ngày hôm nay. Lần đầu tiên, thay mặt cho ban biên tập chương trình, Minh Đường Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị có được vận trình như cá chép hóa rồng, có nhiều vận may ập đến bất ngờ, trúng số đổi đời, xứng tầm đại gia, tiền bạc ùn ùn đổ về như thác lũ. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà ban biên tập chương trình Minh Đường Tử Vi đăng tải, cũng như là thấy nội dung video hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi chân thành cảm ơn quý cô bác, anh chị. Trong nội dung video ngày hôm nay mà ban biên tập chương trình Minh Đường Tử Vi đăng tải, đó chính là nội dung video như sau. Chấn động, thầy tử vi báo trước cực chính xác. Sự thật chưa từng có về tuổi Đinh Mùi sinh năm 1967, đúng trong tháng 11 và tháng 12 âm lịch năm 2024. Biết được mệnh trời, nổ lộc trúng lớn, trả sạch nợ nần, còng lưng gánh không hết của, giàu sang có tiếng, trở mình đổi kiếp đại gia. Kính thưa quý khán giả thân mến và đặc biệt là quý bản mệnh tuổi Đinh Mùi sinh 1967 thân mến, tôi biết không phải vô duyên, vô cớ mà bản mệnh lại đến được đây, mà phải thật hữu duyên hữu ý thì ta mới có thể gặp nhau tại giây phút tâm linh đặc biệt này. Mong cầu lớn nhất, duy nhất của những lời tiên tri không phải là dự báo trước về tương lai, nhưng nó chính là bản lề song hành cùng cánh cửa vận mệnh con người, hưng thịnh hay suy tàn, giàu sang hay nghèo khổ, từ cổ chí kim, từ đông sang tây, đến thời hiện đại. Các nhà tử vi, các nhà phong thủy, các nhà chiêm tinh học đang ngày đêm nghiên cứu và đúc kết số mệnh của con người, nhất là trong những năm gần đây. Chắc hẳn nhiều quý khán giả đã nghe nói rất nhiều đến các nhà tiên tri, trong đó có thần đồng tiên tri Ấn Độ, là người nổi bật hơn cả khi đã 5 lần dự đoán chính xác 100% về vận mệnh nhân loại cùng với những thảm họa xảy ra. Và mới đây nhất, cậu cũng có những dự ngôn gây sốc về vận mệnh của nhân loại, nhưng có liên quan mật thiết đến số mệnh của 12 con giáp trong năm 2024, năm cuối cùng của đại nạn thế kỷ nhân loại. Trong đó tuổi Đinh Mùi sinh 1967 là nổi bật hơn cả nếu bản mệnh may mắn là một trong số những con giáp sắp được luận giải này. Bản mệnh có thể hưởng vận may, chuyện làm ăn trở nên thuận lợi hơn, những việc khó khăn được đẩy lùi, đặc biệt là trong tháng 11 và tháng 12 âm lịch năm 2024 này. Mọi chuyện phát triển hanh thông, vạn sự như ý, tài lộc song toàn, đem lại cho bản mệnh cuộc sống vui vẻ, đủ đầy hơn so với các giai đoạn trước đó. Vậy, vận may nào sẽ đến với Đinh Mùi sinh 1967? Làm sao để tận dụng các cơ hội ban tới? Tất cả những điều này đều được kênh Minh Đường Tử Vi giải đáp trong video ngày hôm nay. Xin mời quý khán giả hãy cùng theo dõi thật kỹ video và chiêm nghiệm nhé. Tuổi Đinh Mùi sinh 1967 cầm tinh con dê, hay còn được gọi với cái tên khác là Thất Quần Chi Dương, tức là con dê lạc bầy, Đinh Mùi với nạp âm hành thủy. Do can đinh là quả, ghép với chi mùi là thổ quả, sinh nhập thổ bằng can sinh chi, tuổi con dê là lứa tuổi có căn bản, thực lực hơn người, nhiều may mắn, ít gặp trở ngại trên đường đời. Nếu ngày sinh có hàng can mậu kỷ, sinh giờ sửu, mùi còn được hưởng phúc lớn của dòng họ, sinh vào hai mùa thu và đông là thuận mùa sinh. Đinh Mùi thuộc mẫu người điềm đạm, nhân hậu, tiếng nói thanh nhã, đó là đặc tính của can đinh rất mẫn cảm, thích an phận thủ thường, không muốn đảm trách đại sự, cẩn thận và tỉ mỉ trong cách xử lý công việc. Tuy nhiên, đôi khi quá cẩn thận và do dự nên đã bỏ lỡ nhiều cơ hội tốt trong tầm tay, tính tình lương thiện, mềm mỏng, nhiều khả năng thuyết phục nên dễ thu phục nhân tâm. Tuổi Đinh Mùi sinh 1967 thuộc mệnh thủy, thiên hà thủy giải nghĩa nạp âm, thiên hà thủy tức là nước trên trời, hay còn được gọi là nước mưa trời vô cùng tinh khiết. Người mệnh này sống lịch thiệp, nhã nhặn, trí tuệ thông thái. Đặc trưng cơ bản nhất của những người tuổi Đinh Mùi 1967 thuộc mệnh thiên hà thủy, đó là sự thông minh, trí tuệ. Vì trong ngũ hành thủy, chủ trí tuệ gọi là nước mưa, hay diễn đạt một cách bóng bẩy là nước thiên hà, là sự kết tinh của hành thủy. Trong 12 con giáp,
Đinh Mùi được xem là biểu tượng của tính ôn hòa, thuần hậu. Những nét tính cách này có thể theo họ cả đời, bởi đây dường như là đặc trưng cơ bản nhất của người tuổi Đinh Mùi. Nếu đường đời được thuận lợi thì sẽ có được vẻ phong nhã, thanh nhàn. Nhưng nếu cuộc sống không được như ý, gặp nhiều vất vả, gian truân thất bại, thì Đinh Mùi lại trở nên rất bi quan, ủy mị, chán chường. Với cách hành sự luôn thể hiện sự chân thành, ấm áp, lại thêm vẻ thanh nhã, Đinh Mùi thường được kính trọng và người ngưỡng mộ. Họ luôn sống theo nguyên tắc tự do, phóng khoáng và đối xử với người khác bằng sự nhân hậu, khoan dung. Họ là người giỏi quán xuyến việc lớn nhỏ trong nhà, bản tính là rất yêu trẻ con và vật nuôi, nên rất phù hợp với đời sống gia đình. Dù có tính cách ưa sự nhẹ nhàng, hòa hảo, không thích tranh cãi, xung đột, nhưng họ không bao giờ khuất phục trước bất cứ một sự đè nén, chèn ép nào, không bao giờ có thể ép buộc người họ làm điều họ không muốn. Trong sáng và nhân hậu là nét tính cách cao quý của Đinh Mùi. Họ thường sẵn sàng giúp đỡ những người đang trong cơn hoạn nạn. Đinh Mùi nhạy cảm và đôi khi thích tìm niềm vui trong những mơ màng, ảo tưởng hơn là những cuộc vui thật sự. Bản thân cũng thích thu hút sự chú ý của người khác và nhận được sự thán phục đối với năng lực bản thân. Người tuổi này rất khôn ngoan khi lựa chọn công việc để có thể tận dụng tối đa thế mạnh của họ. Nếu không sinh trong những giờ như Thìn, Tỵ, Dần, thì Đinh Mùi sẽ khó lòng phù hợp với những công việc đòi hỏi trách nhiệm và sự nhạy bén cao. Thay vào đó thì sẽ phù hợp với những công việc cho phép được làm theo ý mình, được tự do, tự tại. Nhìn chung, Đinh Mùi dễ dàng vượt khó khăn và thất bại, bởi xung quanh họ luôn có sự giúp đỡ từ những người thân quý. Đinh Mùi chỉ thích làm những việc mà họ thực sự hứng thú. Họ nhanh chóng nhận ra điều mình muốn theo đuổi trong cuộc đời một cách rất tự nhiên. Khi phải đối diện với những việc không muốn làm thì sẽ chẳng ngại ngừng từ chối. Nhưng họ không phải những con người sẵn sàng thẳng tuột, mà ngược lại rất lịch sự, kiên nhẫn, dịu dàng để việc sự diễn ra vừa thuận lợi cho mình, vừa đẹp lòng cho người. Có ai có thể hiểu hết những cảm xúc đang diễn ra trong nội tâm của người tuổi Đinh Mùi? Họ không muốn để lộ suy nghĩ của mình ra ngoài cho người khác hiểu, chỉ trừ khi họ đang trong cơn tức giận tột cùng. Trên thực tế, tuổi Đinh Mùi rất giỏi dàn xếp khi có tranh cãi hay bất hòa và dễ tạo được không khí hòa thuận xung quanh. Họ rất thích giao tiếp, những ai có thiện ý với họ đều được đối đãi tử tế. Trong cuộc đời của Đinh Mùi hiếm khi phải lo lắng về ba điều thiết yếu trong đời sống, gồm cái ăn, cái mặc, nơi ở. Dù đi bất cứ đâu thì họ cũng dễ dàng kết bạn, vì họ luôn đối xử với người xung quanh rất chân thành, trung thực. Đinh Mùi được cho là dễ có đời sống hôn nhân mãn nguyện. Họ không chỉ được bạn đời yêu thương mà còn được họ hàng quý mến. Dân gian cho rằng tuổi Đinh Mùi sinh vào các mùa đều tốt, riêng mùa đông là vất vả hơn, vì mùa đông ít có cỏ để ăn. Tuy vậy, nhưng thực tế là dù hoàn cảnh xung quanh có như thế nào thì Đinh Mùi cũng không cần quá lo, bởi vận số may mắn sẽ được quý nhân phù trợ. Nhận được sự chủ động giúp đỡ từ những người xung quanh, dù trong cảnh khốn cùng thì vẫn có thể xoay sở vượt qua, nhờ vào sự giúp đỡ từ cha mẹ, họ hàng, bạn bè, xã hội. Nhìn chung, Đinh Mùi dễ dàng vượt khó khăn và thất bại, bởi xung quanh họ luôn có sự giúp đỡ từ những người thân. Đinh Mùi chỉ thích làm những việc mà họ thực sự hứng thú. Họ nhanh chóng nhận ra điều mình muốn theo đuổi trong cuộc đời một cách rất tự nhiên. Khi phải đối diện với những việc không muốn làm thì sẽ chẳng ngại ngần từ chối. Nhưng họ không phải những con người sẵn sàng thẳng tuột, mà ngược lại rất lịch sự, kiên nhẫn, dịu dàng để việc sự diễn ra vừa thuận lợi cho mình, vừa đẹp lòng cho người. Khó ai có thể hiểu hết những cảm xúc đang diễn ra trong nội tâm của Đinh Mùi. Họ không muốn để lộ suy nghĩ của mình ra ngoài cho người khác hiểu, chỉ trừ khi họ đang trong cơn tức giận tột cùng. Trên thực tế, Đinh Mùi rất giỏi dàn xếp. Khi có tranh cãi hay bất hòa, họ dễ tạo được không khí hòa thuận. Xung quanh, Đinh Mùi rất thích giao tiếp. Những ai có thiện ý với họ đều được đối đãi tử tế. Đinh Mùi cũng không thích nói thẳng. Vì vậy, đôi khi cách hành xử của họ có phần không thẳng thắn, trực diện, khiến người khác cảm thấy lòng vòng, rắc rối, bực mình. Nhưng đó là bản tính của họ. Đừng hy vọng họ xô bồ trong thái độ, cử chỉ và đặc biệt là ngôn từ. Những gì họ nói ra chỉ là một phần nhỏ của những gì họ nghĩ. Những ai muốn thực sự hiểu thấu họ thì cần phải kiên trì, dành thời gian để hiểu từng chút một. Người nghe hãy từ tốn gật đầu trong suốt cuộc trò chuyện để thể hiện sự đồng tình, để biết hết những suy nghĩ, cảm nhận của họ. Có thể sẽ mất khá nhiều thời gian, nhưng sâu xa đằng sau sự lòng vòng, không thích thẳng thắn, trực diện này, chính là vì họ luôn biết chừa cho mình một đường lui. Vì tính cách mềm mỏng,
hơi thiếu quả quyết, nên Đinh Mùi cần hợp tác với những người có tính cách mạnh mẽ, bởi chỉ có kỷ luật thép thì họ mới bớt sự thong dong, nhàn hạ. Để bắt đầu tận dụng hết những khả năng của mình và làm việc thật sự chăm chỉ, để có hiệu quả, Đinh Mùi ưa sống trong môi trường quen thuộc, gắn bó rất mật thiết với gia đình. Dường như Đinh Mùi mang trong mình nỗi buồn và sự đa cảm từ trong bản chất. Họ luôn nhìn thế giới một cách khá tiêu cực. Vì vậy, họ cũng luôn mong những người xung quanh sẽ giật tinh thần họ dậy. Họ rất dễ bị lạc đường, dễ buồn bã, dễ đưa ra những lựa chọn sai khi đi mua sắm. Với bản tính chân thành và điềm tĩnh, thêm vào đó là vẻ ngoài biết tỏ ra đáng thương khi cần, họ luôn biết cách thuyết phục người khác rất hiệu quả. Họ không bao giờ làm tổn thương bạn bè, đôi khi có thể từ bỏ một mối quan hệ để tránh khỏi những cãi giả, xung đột đang xảy ra. Bản thân cũng thích thu hút sự chú ý của người khác và nhận được sự thán phục đối với năng lực bản thân. Họ rất khôn ngoan khi lựa chọn công việc để có thể tận dụng tối đa thế mạnh của bản thân. Nhìn chung, trong công việc, mọi người vẫn muốn được hợp tác, làm việc cùng Đinh Mùi bởi tâm tính thiện lương, tính tình hiền lành, khả năng hòa đồng nên họ cũng có thể phát huy năng lực trong tập thể. Điều này sẽ giúp ích nhiều cho sự nghiệp của họ. Nam mệnh. Theo tử vi phương Đông cho thấy, nam mệnh Đinh Mùi có vận thế khá tốt, cả cuộc đời được vận may theo đuổi. Bắt đầu từ trung vận trở đi sẽ được thảnh thơi, tận hưởng cuộc đời vinh hoa, sang giàu, con cái đủ đầy, gia đình hạnh phúc. Nữ mệnh Đinh Mùi thời trẻ tuổi đặc biệt thích xuất hiện ấn tượng trong mắt mọi người. Họ có nhiều ham thích đặc biệt với thời trang. Mỗi ngày họ sẵn sàng dành nhiều thời gian để làm đẹp. Họ luôn hành xử duyên dáng và nề nếp, thích trang trí nhà cửa với hoa tươi. Phụ nữ trung niên tuổi Đinh Mùi lại rất quan tâm tới vệ sinh cá nhân, luôn gọn gàng và ăn mặc đẹp mắt. Phụ nữ trẻ tuổi Đinh Mùi cũng thích thể hiện tình yêu một cách không che giấu. Họ rất tin tưởng vào người mình yêu và luôn muốn ở bên người đó từng giây, từng phút. Đối với những người theo đuổi mà họ không hề có hứng thú, thì họ sẽ chẳng mảy may bận tâm đến. Nữ mệnh Đinh Mùi cuộc đời gặp rất nhiều may mắn và thành công, công danh, sự nghiệp rộng mở, sáng lạng, tình duyên viên mãn, tài lộc dồi dào, cả tiền vận, trung vận và hậu vận đều thảnh thơi an nhàn hưởng phúc, không phải muộn phiền bất cứ chuyện gì. Quý khán giả thân mến, sau đây sẽ là tổng quan vận trình tử vi trong tháng 11 và tháng 12 âm lịch năm 2024 của tuổi Đinh Mùi sinh 1967. Xét về phương diện tình cảm, gia đình. Với những người đã có gia đình, Đinh Mùi nên dành sự quan tâm nhiều hơn cho đối phương để ngày càng hiểu nhau, duy trì không khí ấm áp và niềm vui trong căn nhà của mình. Xét về phương diện sức khỏe. Không có gì đáng lo ngại về sức khỏe của bạn mệnh trong tháng 11 và tháng 12 âm lịch năm 2024. Công việc thuận lợi giúp Đinh Mùi không phải lo lắng và căng thẳng quá nhiều. Tuy nhiên, để duy trì sức khỏe tốt, Đinh Mùi vẫn cần chăm chỉ tập thể dục và không nên làm việc quá sức. Trong tháng 11 và tháng 12 âm lịch năm 2024, đây là thời điểm thú vị và đầy thách thức với Đinh Mùi. Phần lớn khó khăn đến từ yếu tố bên ngoài, nhưng họ vẫn có cơ hội để tận dụng và biến khó khăn thành thành công, tùy thuộc vào cách họ đối phó và tận dụng cơ hội. Trong tháng 11 và tháng 12 âm lịch năm 2024 mang lại cho người tuổi Đinh Mùi nhiều cơ hội và thành công, đặc biệt là trong vận trình của Đinh Mùi sẽ có những bước tiến lớn và ổn định hơn, không bị ảnh hưởng nhiều bởi các yếu tố tiêu cực, được hỗ trợ bởi nhiều các tin may mắn, cuộc sống của Đinh Mùi sẽ phát triển vượt bậc. Tuy nhiên, cuộc sống không phải lúc nào cũng may mắn và thuận lợi. Có những thời điểm, Đinh Mùi có thể gặp phải những khó khăn hoặc cảm thấy buồn chán dẫn đến sự suy giảm vận trình. Tuy nhiên, nếu Đinh Mùi luôn giữ tinh thần lạc quan, tích cực và tự tin trong mọi tình huống, thì thời điểm này sẽ đem lại nhiều điều tốt đẹp cho Đinh Mùi. Sự thông minh và sáng suốt sẽ giúp Đinh Mùi hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao và nhận được sự đánh giá cao từ cấp trên. Thời điểm trong tháng 11 và tháng 12 âm lịch năm 2024 sẽ mở ra nhiều cơ hội thăng tiến và Đinh Mùi có thể được thăng chức lên vị trí cao hơn, phù hợp với khả năng của mình. Tuy nhiên, dù đã đạt được thành công lớn, Đinh Mùi hãy luôn giữ tinh thần cố gắng và không ngừng phấn đấu để duy trì thành công. Xét về phương diện tài lộc. Trong tháng 11 và tháng 12 âm lịch năm 2024 sẽ có nhiều dấu hiệu tích cực. Bất kể Đinh Mùi làm việc trong lĩnh vực nào thì cũng có thể sở hữu một khoản tiền dư giả. Những người làm công ăn lương được hưởng nhiều khoản thưởng và phụ cấp, thậm chí còn có cơ hội thăng chức để tăng thu nhập. Đối với những người kinh doanh,
Việc ký kết các hợp đồng lớn và áp dụng các chiến lược hiệu quả sẽ mang lại lợi nhuận cho toàn doanh nghiệp. Quý khán giả thân mến, và tiếp theo ngay sau đây sẽ là phần luận giải dẫn Trình Tử Vi chi tiết trên từng phương diện trong từng tháng âm lịch của tuổi Đinh Mùi sinh 1967, trong tháng 11 và tháng 12 âm lịch năm 2024. Đầu tiên là Tử Vi tháng 11 âm lịch năm 2024 của tuổi Đinh Mùi sinh 1967. Xét về phương diện công danh sự nghiệp của tuổi Đinh Mùi sinh 1967 trong tháng 11 âm lịch, sự nghiệp của tuổi Đinh Mùi tháng này khó có thể phát triển được do chịu tác động của cục diện tương hại, nhiều kế hoạch không tiến triển như ý, là dấu hiệu chứng tỏ bạn cần dành thời gian nhìn nhận lại chính bản thân mình, đừng tìm cách trốn tránh hiện thực, đổ tội cho nguyên nhân này hay nguyên nhân khác. Trên thực tế, bạn quá nóng nảy, cái tôi cá nhân lại quá cao nên thường đắc tội với người khác lúc nào không hay. Những lời nói, hành động của bạn tưởng là bình thường, nhưng lại khiến người nghe tổn thương, thậm chí là phản cảm. Tháng này, kẻ tiểu nhân rất có thể sẽ lấy đó làm cái cớ để hãm hại bạn, gây rối khiến công việc của con giáp này gặp phải nhiều vấn đề. Tuy nhiên, bản mệnh không nên có cái nhìn quá bi quan. Trong hoàn cảnh hiện tại, cục diện nguyệt lệnh lâm dưỡng cho thấy chỉ cần bạn làm việc chăm chỉ, khiêm tốn hơn trong cách cư xử, đồng thời dám nhìn thẳng vào sự thật, thừa nhận lỗi sai và cố gắng sửa đổi, thì mọi việc vẫn có cơ hội chuyển biến. Cách hành xử của bạn chính là yếu tố cốt lõi khiến bạn thành công hay thất bại trong khoảng thời gian này. Bên cạnh đó, dù phải đối diện với thất bại, tuổi Đinh Mùi cũng cần phải giữ tinh thần tỉnh táo và tích cực. Thay vì thất vọng, oán trách người này người khác, bạn cần học được những kinh nghiệm hữu ích để không còn mắc phải trong tương lai. Xét về phương diện tài lộc của tuổi Đinh Mùi sinh 1967, trong tháng 11 âm lịch. Tháng 11 âm lịch này, nếu tuổi Đinh Mùi mong muốn một tháng tài chính dư dả, tiền tài đổ về túi ầm ầm thì có lẽ bạn sẽ phải thất vọng. Tháng này đồng tiền thu về khá ít ỏi, hơn nữa, bản mệnh còn phải chi tiêu cho nhiều lĩnh vực khác nhau. Tương hại cho thấy, con giáp này rất dễ vướng phải rắc rối với các đối thủ cạnh tranh, bạn cần phải thực sự tỉnh táo để nhận ra đâu là cái bẫy mà kẻ xấu đặt ra. Đừng vì tham lam cái lợi trước mắt mà rơi vào tròng của kẻ tiểu nhân. Muốn kiếm tiền, bạn cần phải vất vả bỏ công bỏ sức chứ không thể nghĩ đến việc hưởng lợi từ trên trời rơi xuống. Một điều quan trọng khác mà bạn cần phải chú ý trong tháng này chính là giữ chữ tín của mình. Dù ở hoàn cảnh thế nào, bản mệnh cũng phải đặt chữ tín lên hàng đầu. Nếu không, hình ảnh của bạn sẽ bị ảnh hưởng xấu. Bạn bảo vệ được cái lời nhất thời của mình, nhưng đánh mất lòng tin của khách hàng. Việc kinh doanh tương lai sẽ gặp nhiều khó khăn. Nguyệt lệnh lâm dưỡng khuyên con giáp này tốt nhất hãy chăm chỉ làm việc, hoàn thành cho tốt những kế hoạch đang dang dở. Đừng vội vàng mở rộng quy mô đầu tư kinh doanh. Bạn cần có thêm thời gian để thu thập thông tin, bổ sung kiến thức trước khi dốc tiền vào một lĩnh vực nào đó. Trên phương diện chi tiêu, tiểu hao cho thấy tuổi Đinh Mùi dễ phung phí tiền cho các hoạt động chi tiêu hàng ngày. Thoạt nhìn đó là những khoản tiền không đáng kể, nhưng đến khi cộng gộp vào thì đó là một khoản kha khá đấy. Xét về phương diện sức khỏe của tuổi Đinh Mùi sinh 1967, trong tháng 11 âm lịch. May mắn là sức khỏe tuổi Đinh Mùi trong tháng 11 âm lịch này vẫn khá ổn định. Bạn phải dành thời gian giải quyết nhiều rắc rối nhưng không lâm vào cảnh mệt mỏi, kiệt sức. Hãy giảm thiểu những suy nghĩ tiêu cực bằng cách tâm sự, trao đổi với mọi người, đồng thời tích cực tham gia vào các hoạt động tập thể, tản bộ hoặc những chuyến du lịch ngắn ngày. Các hoạt động đó sẽ đem lại tác động tích cực, giúp bạn nhẹ nhõm, vui vẻ hơn. Dù bận rộn đến đâu, tuổi Đinh Mùi cũng nên sắp xếp thời gian để rèn luyện sức khỏe. Thời gian biểu cũng cần sắp xếp khoa học, chớ vì quá bận rộn mà bỏ bữa hay dùng nhiều đồ ăn nhanh, đồ ăn nhiều dầu mỡ. Xét về phương diện tình duyên, gia đạo của tuổi Đinh Mùi sinh 1967, trong tháng 11 âm lịch. Tháng này, quan hệ vợ chồng của tuổi Đinh Mùi ngày càng trở nên nhạt nhòa, thậm chí bạn có những suy nghĩ không hay về tình cảnh hiện tại, những bất mãn về người ấy khiến bạn không còn muốn trở về nhà. Vợ chồng không hài lòng với nhau việc gì thì nên thẳng thắn trao đổi, đừng nên giữ ở trong lòng. Nếu bạn không nói ra thì người ấy sẽ chẳng thể nào tự biết và tự thay đổi đúng theo ý bạn được. Hơn nữa, nếu bản mệnh không biết quý trọng điều mình đang có thì kẻ thứ ba sẽ rất dễ nhân cơ hội chen chân, phá vỡ hạnh phúc gia đình. Bạn hãy là một người vợ, người chồng, người cha, người mẹ có trách nhiệm hơn,
đừng để mặc mọi chuyện được đến đâu thì đến. Người độc thân tháng này không mấy quan tâm đến việc tìm kiếm nữa kia, thậm chí bạn có phản ứng khá gay gắt khi người thân quen giới thiệu cho các đối tượng để tìm hiểu. Khoảng thời gian này, bạn thích dành thời gian cho sở thích cá nhân hơn là quan tâm đến một người xa lạ. Tiếp theo là tử vi tháng 12 âm lịch năm 2024 của tuổi Đinh Mùi sinh 1967. Xét về phương diện công danh sự nghiệp của tuổi Đinh Mùi sinh 1967 trong tháng 12 âm lịch. Tháng này, sự nghiệp của tuổi Đinh Mùi sẽ không phát triển được như ý muốn. Tuy nhiên, thay vì than thân trách phận hay đổ lỗi cho người này người khác, thì bạn nên kiểm điểm lại bản thân, khắc phục những sai lầm không đáng có. Cục diện tương xung tác động mạnh mẽ đến con giáp này khiến bạn thường xuyên chủ quan, chỉ cân nhắc vấn đề trên một phương diện nào đó mà không có cái nhìn bao quát. Thêm vào đó, bạn còn quá kiêu ngạo, có cái tôi cao, nên ít khi chịu nghe theo lời khuyên của người khác, dễ đẩy mình vào cảnh bế tắc, khó khăn. Các mối quan hệ của con giáp này cũng không mấy yên bình, bởi bạn dễ vướng vào chuyện tranh chấp, thị phi, do tính tình khó chịu hoặc thường hay tò mò, tọc mạch vào chuyện của người khác. Hãy nhắc nhở mình duy trì trạng thái tinh thần lạc quan, tích cực tập trung vào nhiệm vụ của bản thân, thay vì đưa chuyện về bạn bè, đồng nghiệp xung quanh mình. Tháng 12 âm lịch này, để thoát khỏi những rắc rối, khó khăn này, Nguyệt Lệ Lâm Dưỡng khuyên tuổi Đinh Mùi hãy cẩn thận hơn khi làm việc, cân nhắc vấn đề kỹ càng hơn trước khi bắt tay vào làm. Nếu còn điều gì băn khoăn, thắc mắc, bạn hãy khiêm tốn và chủ động xin ý kiến từ những người đáng tin cậy. Nếu bạn có thái độ đúng đắn thì chẳng ai lại từ chối giúp đỡ bạn đâu. Xét về phương diện tài lộc của tuổi Đinh Mùi sinh 1967 trong tháng 12 âm lịch. Vận trình tài lộc của tuổi Đinh Mùi trong tháng cuối cùng của năm 2024 âm lịch này cũng chẳng khá khẩm hơn. Con giáp này cần phải cố gắng duy trì tình hình tài chính ổn định. Không để mất những khoản lớn đã là may mắn lắm rồi. Tính chủ quan khiến bản mệnh thường khăng khăng làm mọi việc theo ý mình, dẫn đến việc đưa ra những quyết sách sai lầm gây hao tài tốn của. Không phải lúc nào cách nhìn nhận đánh giá vấn đề của bạn cũng chuẩn xác. Vì vậy, việc thu thập thông tin, lắng nghe ý kiến của người khác là cực kỳ quan trọng. Nếu có tranh chấp, thì phi xảy ra trong lúc này, tốt nhất bạn không nên đổ thêm dầu vào lửa. Chuyện nào bỏ qua được thì hãy cố gắng bỏ qua. Chuyện nào không bỏ qua được thì cần bình tĩnh giải quyết. Nếu không, vừa mất tiền bạc, vừa gây ảnh hưởng đến danh tiếng. Tháng này đại hao cho thấy bạn sẽ phải tiêu tốn một khoản kha khá tiền bạc vào các hoạt động mua sắm nhân dịp Tết. Tuy nhiên, trong tình hình túi tiền không dư giả này, bạn cần có cách chi tiêu hợp lý, chớ nên chạy theo xu thế thị trường kẻo tự đẩy bản thân vào cảnh cháy túi. Ai đang có tiền trong tay thì tốt nhất nên giữ cẩn thận. Đừng nhẹ dạ cả tin nghe theo lời dụ dỗ đầu tư của những kẻ không đáng tin cậy. Bạn không nên mơ đến những khoản tiền từ trên trời rơi xuống, không làm gì cũng vẫn nhận được. Xét về phương diện sức khỏe của tuổi Đinh Mùi sinh 1967 trong tháng 12 âm lịch. Tình hình sức khỏe của tuổi Đinh Mùi trong tháng 12 âm lịch này không gặp phải vấn đề gì quá nghiêm trọng, mặc dù bạn sẽ thường xuyên cảm thấy mệt mỏi hoặc khó chịu. Con giáp này cần học cách hướng mình tới những điều tích cực hơn, đừng mãi chìm đắm trong thế giới riêng hoặc trong những điều thất bại. Chỉ khi suy nghĩ tích cực, đầu óc bạn mới thông suốt và tìm ra cách giải quyết các vấn đề đúng đắn. Cuối năm, việc tiệc tùng, xã giao là không thể tránh khỏi, song bạn nên hạn chế uống rượu bia, ăn quá nhiều chất béo hoặc những đồ cay nóng. Khi đầu óc không tỉnh táo thì tránh điều khiển giao thông hoặc đi chung với người khác. Xét về phương diện tình duyên, gia đạo của tuổi Đinh Mùi sinh 1967 trong tháng 12 âm lịch. Chuyện tình cảm của tuổi Đinh Mùi trong tháng 12 âm lịch này cũng là những nốt trầm buồn, những rạn nứt, tổn thương liên tục xảy đến khiến bạn khó có thể vui vẻ hay suy nghĩ tích cực. Người độc thân đang đặt ra những tiêu chuẩn quá cao cho nửa kia tương lai, nên khó có thể tìm được người ưng ý. Hơn nữa, cách hành xử kiêu ngạo của bản mệnh cũng khiến cho người khác cảm thấy e dè khi tiếp cận. Rất có thể, bạn vẫn sẽ dậm chân tại chỗ trong tháng cuối năm này. Với người đã có gia đình, bạn cần tránh mâu thuẫn, cãi cọ với nửa kia khiến cho bầu không khí trong gia đình ngày càng nặng nề. Vợ chồng có gì thì nên bình tĩnh trao đổi với nhau, chớ nên to tiếng, nóng nảy, thậm chí có những lời nói hoặc hành động gây tổn thương lẫn nhau. Mỗi khi bạn cảm thấy mệt mỏi hay thất vọng, hãy thử nghĩ về những điều tốt đẹp đã qua, có thể bạn sẽ tìm thấy động lực và mục tiêu cố gắng mà mình bỏ quên.
bạn cũng nên trân trọng những gì mà mình đang có. Điều gì có thể bỏ qua được thì bỏ qua cho nhau, chớ nên chấp giặt những điều nhỏ nhặt. Trong mối quan hệ với mọi người xung quanh, tuổi Đinh Mùi cũng cần hành xử tế nhị hơn, tránh tò mò, tọc mạch vào chuyện riêng của người khác khiến ai cũng cảm thấy khó chịu, mà bạn cũng dễ vướng vào thị phi. Quý khán giả thân mến, để công việc hợp tác làm ăn được thêm phần suôn sẻ và thuận lợi, thì chắc chắn chúng ta cần tìm được người đối tác phù hợp, giúp cho vận khí tăng lên gấp bội lần, kích tài dưỡng lộc, thu hút may mắn. Vậy tuổi Đinh Mùi sinh 1967 nên hợp tác với những tuổi nào để mang lại vận may về tài lộc cũng như sự nghiệp? Xin mời quý khán giả cùng theo dõi tiếp video. Tuổi Đinh Mùi với tuổi Tý. Khi là đối tác làm ăn, hai con giáp này khá ăn ý. Tuổi Tý sẽ đóng vai trò là người ở tiền tuyến, luôn giải quyết các vấn đề về khách hàng, tổ chức và các sự kiện. Tuổi Tý thích kiếm tiền, thích địa vị và cái đầu làm ăn rất giỏi. Tuổi Đinh Mùi không có hoài bão kiếm tiền nhiều như tuổi Tý, nhưng khá sáng tạo, có thể đảm nhiệm vai trò của hậu phương. Nếu hai cái đầu cùng hợp lực, chắc hẳn sẽ tạo ra một đế chế khá bền vững. Tuổi Đinh Mùi với tuổi Sửu. Khi là đối tác làm ăn, hai tuổi này cần cố hiểu nhau thì mọi chuyện sẽ êm ấm. Khi mỗi người coi những điểm mạnh của người kia là tài sản quý giá thì họ sẽ tạo thành một tập thể khá vững chắc. Nhưng nói bao giờ cũng dễ hơn làm, bởi vậy, đòi hỏi cả hai tuổi này phải cũng cố gắng và kết hợp hài hòa. Tuổi Đinh Mùi với tuổi Dần. Nếu hai hành tinh này là đồng nghiệp, tuổi Dần cần để không gian cho tuổi Đinh Mùi phát huy khả năng sáng tạo. Tuy trong con người tuổi Đinh Mùi có tính nghệ sĩ, nhưng không vì thế mà không đảm nhiệm tốt được công việc kinh doanh trong công việc. Tuổi Đinh Mùi không thích mạo hiểm, làm điều gì cũng phải chắc chắn. Dù gì thì tuổi Đinh Mùi vẫn may mắn vì được làm việc cùng tuổi Dần. Vì sự lạc quan, dũng cảm, hài hước của tuổi Dần là món quà cực lớn đối với tuổi Đinh Mùi vốn bi quan và mẫn cảm. Tuổi Đinh Mùi với tuổi Mão. Khi là đối tác kinh doanh, tuổi Đinh Mùi và tuổi Mão có thể kết hợp thật tốt nếu phát huy được tính sáng tạo trong công việc. Tuy nhiên, về tài chính thì sẽ cần sự can thiệp và giúp đỡ của nhân vật thứ ba, bởi thực tế là cả hai hành tinh này đều không thạo lắm về tài chính. Điều họ quan tâm và tập trung nhiều thời gian hơn cả đó là nghệ thuật, tình cảm. Bên cạnh đó, tuổi Đinh Mùi còn phải đảm nhiệm một số việc thay tuổi Mão, vì tuổi Mão không có khả năng làm được. Tuổi Mão sẽ đóng vai trò làm người dẫn đường, vì khả năng giao tiếp và điều khiển cảm xúc tốt hơn. Tuổi Đinh Mùi với tuổi Thìn. Nếu hai hành tinh này làm ăn chung với nhau thì họ có thể tạo thành một tập thể liên tục đi lên, bởi họ có những tính cách bổ sung và hỗ trợ cho nhau. Tuổi Thìn thông minh và năng lượng dồi dào, sẽ đóng vai trò làm người ở tiền tuyến. Còn tuổi Đinh Mùi cũng thích chỉ huy, nhưng là những việc ở hậu phương. Vì vậy, giữa hai con giáp này không có chuyện tranh giành quyền lực. Tuổi Đinh Mùi với tuổi Tỵ. Khi là đối tác làm ăn, tuổi Đinh Mùi với tuổi Tỵ sẽ tạo thành một đế chế khá vững mạnh và có nhiều ý tưởng sáng tạo. Với điều kiện khi họ có chung mục tiêu, tuổi Tỵ rất nhiệt tình trong công việc mà mình tin tưởng. Còn tuổi Đinh Mùi rất tuyệt vời trong việc xây dựng các ý tưởng. Tuổi Tỵ sẽ người ở ngoài chiến tuyến để mở rộng khách hàng và góp mặt trong các cuộc họp. Tuổi Đinh Mùi với tuổi Ngọ. Nếu là đối tác làm ăn, tuổi Đinh Mùi sẽ là người đứng đầu vì con giáp này thích công việc quản lý hơn là tuổi Ngọ. Tuổi Đinh Mùi suy nghĩ khá cấp tiến và là người hoạch định tốt. Nếu cả hai mở công ty thì tuổi Ngọ có thể rất được lòng nhân viên, nhưng người thực sự có quyền lực lại là tuổi Đinh Mùi. Tuổi Đinh Mùi với tuổi Mùi. Trong làm ăn kinh doanh, hai người tuổi Mùi nên tìm người thứ ba để giúp đỡ trong việc quản lý tài chính. Bản tính lãng mạn, mơ mộng nên họ ít quan tâm đến việc đổi mới. Để xây dựng công ty hoặc giải quyết những vấn đề còn tồn động, cả hai đều lãng mạn, nên nơi làm việc của họ được trang trí rất nghệ thuật và hợp phong thủy. Tuổi Đinh Mùi với tuổi Thân. Trong mối quan hệ làm ăn kinh doanh, hai người có thể sẽ phải chịu đựng những căng thẳng. Tuổi Thân thường chỉ ham vui chứ không thực sự là con người của công việc. Tuổi Đinh Mùi là người có tham vọng phát triển các ý tưởng độc đáo, nhưng lại không giỏi trong vấn đề quản lý tài chính. Tuổi Đinh Mùi thích trang trí nơi làm việc của mình theo phong cách riêng, mặc dù thích quyền lực. Nhưng cả tuổi Đinh Mùi và tuổi Thân đều không quyết đoán, dễ bị dao động trước những lời xu nịnh. Do đó, họ cũng dễ bị kẻ xấu lợi dụng. Tuổi Đinh Mùi với tuổi Dậu. Có thể hợp nhau hơn khi là bạn làm ăn,
Tuổi Dậu là người có con mắt tinh tế và có đầu óc rất phù hợp với việc quản lý tài chính và những công việc tương tự khác. Còn tuổi Đinh Mùi có thể đưa những ý tưởng, sáng kiến hay trong kinh doanh. Tuổi Đinh Mùi khá may mắn, còn tuổi Dậu khá có duyên với tiền, nên hai tuổi hợp lại làm ăn sẽ rất phát đạt. Tuổi Đinh Mùi với tuổi Tuất. Khi là bạn làm ăn kinh doanh, tuổi Đinh Mùi và tuổi Tuất có thể hỗ trợ nhau tốt hơn. Với khả năng ngoại giao tốt, tuổi Tuất có thể là người đại diện cho công ty trong công việc giao thiệp với khách hàng. Tuổi Tuất rất trọng chữ tín. Khi làm một việc gì đó, tuổi Đinh Mùi có thể tin tưởng vào sự chân thật của người bạn đồng hành với mình. Tuổi Đinh Mùi với tuổi Hợi. Trong làm ăn kinh doanh, tuổi Đinh Mùi và tuổi Hợi có thể hợp tác và xây dựng được một công ty có tiếng tăm và uy tín. Họ sẽ thành công nếu họ biết chọn lĩnh vực phù hợp với khả năng và đầu óc tinh tế của tuổi Đinh Mùi. Nhìn chung, tuổi Đinh Mùi khá may mắn nên luôn có được những thành công bất ngờ trong kinh doanh. Tuy nhiên, tuổi Đinh Mùi không được thực tế cho lắm, vì thế nên vấn đề tài chính thường do tuổi Hợi làm chủ. Tuổi Hợi là người chăm chỉ trong công việc và dễ dàng làm theo sự chỉ dẫn của người khác. Bởi vậy, tuổi Đinh Mùi sẽ là người đứng đằng sau và nắm quyền lực của công ty. Quý khán giả thân mến, cuộc sống là của riêng bạn, bạn phải bước đi trên con đường của chính mình, tự gánh chịu lấy những khó khăn. Có ai là không muốn mọi thứ luôn thuận buồm xuôi gió, nhưng cuộc sống không phải lúc nào cũng diễn ra như ý muốn, mọi chuyện buồn vui lẫn lộn, suy cho cùng đều là lẽ bình thường. Nếu bạn không mạnh mẽ, ai có thể gánh nó cho bạn? Nếu bạn không dũng cảm, thì ai có thể phá vỡ nó cho bạn? Khi đến với thế giới này, bạn đã được định sẵn để trải nghiệm điều gì đó và dũng cảm tiến về phía trước giữa những được và mất. Dù gặp phải chuyện gì trong cuộc sống, bạn cũng nên học cách kiềm chế bản thân, lần lượt trèo núi từ từ mà vượt sông. Nhớ rằng bạn sẽ không bao giờ thua cuộc nếu biết dựa vào chính mình. 1. Nỗ lực dựa vào chính mình. Ai cũng có những khó khăn riêng, phải đối mặt thật dễ dàng để từ bỏ, nhưng thật tuyệt khi kiên trì. Không ai có thể giúp bạn từng đường đi nước bước và luôn bên bạn khi bạn đang ở thời điểm tồi tệ nhất trong cuộc đời. Đôi khi những khó khăn bất chợt ập đến khiến bạn tưởng như không thể vượt qua sợ hãi và rối bời, nhưng lúc này bạn càng phải nỗ lực và trau dồi bản thân. Nhiều lần sau những thất bại trong cuộc sống, ai cũng có áp lực và ai cũng có những phút bất bình. Khi bạn luôn nghĩ đến việc dựa vào người khác để thoát khỏi khó khăn, rất có thể bạn sẽ thất vọng, bởi vì trên đường đời, thực ra chúng ta đều chỉ có một mình, không ai có thể dựa vào người khác để tiến về phía trước. Núi sẽ sụp nếu chúng ta dựa vào và người sẽ chạy nếu chúng ta luôn chờ đợi. Chỉ khi dựa vào chính mình, bạn mới có thể có được cảm giác thoải mái nhất. Thay vì đặt cược vào người khác, tốt hơn hết, bạn nên tự mình đạt được chiến thắng. Một người càng làm việc chăm chỉ thì sẽ càng xuất sắc. Đây là kết quả của việc chịu đựng nhiều đêm mất ngủ và vượt qua nhiều khó khăn. Chỉ có nâng cao năng lực và tích lũy sức mạnh của bản thân, bạn mới có thể tự mình giành chiến thắng cuối cùng. Hai là dựa vào chính mình và bạn sẽ không bao giờ thua cuộc. Nếu định mệnh là dòng sông cô đơn, thì chỉ có bạn là người đưa đò cho tâm hồn của mình trong cuộc sống. Cầu xin người khác chẳng bằng dựa vào chính mình, giận dữ, than vãn chẳng bằng phấn đấu để đạt được thành công. Nếu bạn dựa dẫm vào người khác trong mọi việc, cuộc sống sẽ trở thành thảm họa, bạn sẽ không bao giờ có được chiến thắng thực sự. Cuộc sống đầy rẫy những thay đổi, nếu bạn cố trốn dưới chiếc ô của người khác, sớm hay muộn bạn cũng sẽ bị ướt. Con chim đậu trên cây không bao giờ sợ cành cây gãy, vì nó không dựa vào cành mà vào đôi cánh của chính mình, ăn từng miếng một và đi bộ từng bước. Khi gặp gió mưa thì tự mình che ô, khi gặp khó khăn thì tập trung hoàn thiện bản thân, bạn sẽ dần tôi luyện mình ngày càng có khả năng giải quyết vấn đề tốt hơn. Người dựa vào chính mình thì cuộc sống yên bình hơn, đó là vì họ không sợ ai rời bỏ mình và cũng không phải đánh cược tấm lòng của ai đó. Dông bão mạnh đến đâu cũng đừng sợ hãi, phía trước có là trở ngại gì cũng hãy bình tĩnh, cuộc đời của chính mình phải tự mình hoàn thành. Dựa vào chính mình là sự tỉnh táo lớn nhất. Cuộc đời này chỉ bằng cách dựa vào chính mình, bạn mới có thể viết nên những chương huy hoàng nhất, không ngừng vượt qua chính mình và mở ra một cuộc sống tốt đẹp. Sau khi lần lượt bước qua những thất bại, bất kể khi nào bạn phải dựa vào chính mình, người duy nhất bạn có thể thực sự dựa vào là chính bạn. Hãy nghiến răng và tiếp tục, đừng dễ dàng bỏ cuộc. Dù bạn đang ở trong hoàn cảnh nào, hãy dựa vào chính mình và bạn sẽ không bao giờ thua. 3 là niềm tin lớn nhất của con người dựa vào chính mình.
Niềm tin của một người vào cuộc sống này là do chính người đó tạo ra, dựa vào chính mình là điều không dễ. Nhưng dù khó khăn đến đâu, bạn cũng phải dựa vào chính mình, bởi như vậy, bạn mới có thể sống một cuộc sống bình tĩnh và tự chủ. Cầu xin sự giúp đỡ, giống như nuốt một thanh kiếm dài 3 thước, dựa dẫm vào người khác giống như lên tới tầng trời thứ 9. Cảm giác chán nản đó sẽ khiến bạn như quả bóng cao su xì hơi, dần dần mất niềm tin vào cuộc sống. Khi bạn lựa chọn dựa dẫm vào người khác, điều đó tương đương với việc giao vận mệnh của mình vào tay ai đó. Bạn sẽ phải nhìn mặt họ mà sống, nhìn thái độ của họ để lựa cách cư xử sao cho phù hợp. Mọi thứ trên đời đều có giá của nó. Nếu bạn muốn sống dựa vào người khác thì hãy sẵn sàng để có thể bị bỏ rơi và phản bội bất cứ lúc nào. Lòng người khó đoán, liệu ai sẽ giúp đỡ bạn suốt cuộc đời nếu bạn không sẵn lòng sống một cuộc sống phụ thuộc như vậy? Bạn có thể tự mình gánh chịu mưa gió, giải quyết vấn đề của cuộc sống, tin tưởng vào chính mình, mạnh mẽ mà hành động, bình tĩnh mà tiến lên phía trước. Quý khán giả thân mến, trên đây là tử vi của tuổi Đinh Mùi sinh 1967, trong tháng 11 và tháng 12 âm lịch năm 2024. Hy vọng với những thông tin trên sẽ giúp ích cho quý khán giả. Cảm ơn quý khán giả đã xem hết video. Nếu thấy video hữu ích, quý khán giả đừng quên like, chia sẻ và ấn nút đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất từ chương trình. Chúc quý khán giả luôn vui vẻ, hạnh phúc, bình an và gặp nhiều may mắn. Hẹn gặp lại quý khán giả ở những chương trình tiếp theo.